Hello, xin chào tất cả anh em trên kênh. Và một buổi sáng nha anh em nhé, mình lại tiếp tục đi rừng để cạo nhựa này. Đây là cái túi nhựa thông của mình. Hôm qua có mưa nha anh em nhé. Và cái túi nhựa thông còn nước. Mình sáng nay là vừa đi cạo nhựa và vừa tiện thể lại thăm mấy cái bầy của mình. Và hiện giờ là mình đang ở gần cái khu bầy rồi nha anh em nhé. Vừa cạo và vừa đi thăm. Đây, đây là cái con dao cạo nhựa của mình. Mình sẽ cạo cho mọi người xem. Chỉ như vậy thôi nhé. Là đã một đường cạo rồi. Và giờ mình sẽ tiến hành đi lên phía trên để thăm những cái bẫy. Đây là cái cây thông mình cạo trước nha anh em nhé. Giờ nó đã chảy nhựa rồi. Tiết trời âm u này. Mình lên một đoạn nữa là cái bẫy đầu tiên. Chuẩn bị trước mặt nhé. Bẫy đầu tiên nha anh em nhé. Mình cứ cắm ở đây thôi. Đây. Cái bẫy đầu tiên. Mình cạo nhựa thì mình mới đặt thôi nha anh em nhé. Còn những cái mùa như mọi năm thì đến cái mùa này thì mình cũng nghỉ rồi. Và đến thời điểm nắng nóng nhiều thì mình cũng không đặt nhá. Bởi vì là nắng nóng nhiều thì là thú nó ít đi lại. Đây. Cây này cây to nha anh em nhá. Mình treo hai túi. Cây này rất là khủng luôn. Chuẩn bị đến cái bẫy cạm và một cái bẫy dây nhá. Mình nhìn từ xa cũng thấy cái bẫy của mình bật rồi sao anh em ạ? Phải rồi. Hình như dính một em. À, đẹp rồi anh em ạ. Đấy. Anh em thấy không? À, tuyệt vời nhá. Bé thôi anh em ạ. Đấy. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Cái bẫy dây ngay bên dưới. Nó cũng làm bật rồi. Tuyệt vời chưa? Phê chưa anh em? Quá phê nhá. Cái dây phanh cũng rất là mỏng manh rồi anh em ạ.
Và giờ mình sẽ vào để bắt thôi nha anh em nhé. Cái dây phanh lâu nó cũng bị dị và cũng chuẩn bị đứt dây phanh rồi. Và giờ mình sẽ tiến hành vào bắt thôi. Con là chắc tầm 2 cân nhé. Con này thì chân còn lành lặn đấy anh em ạ. Con này anh em nào muốn về bảo tồn thì vẫn ok. Vậy là đã ok nha anh em nhé. Đã vào bao nhưng mà cái bao của mình rất là yếu anh em ạ. Vì vậy là mình cho cả cái bẫy vào cho nó an toàn. Thôi, và giờ mình sẽ tiến hành xuống bên dưới để thăm một số cái bẫy bên dưới nữa. Trước mặt mình là cái bẫy mà hôm trước dính được một em cá mèo kia nha anh em nhé. Dính một em cá mèo và bị đứt dây. Nó xuống tít tận dưới kia mới tìm được. Chính là cái bẫy này. Cái mùa này có rất là nhiều mạng nhện nha anh em nhé. Kia là một cái bẫy nhá. Cái bẫy này chính là cái bẫy vào em trồn đèn và một em gà rừng mái kia nhá. Có con bay tán loạn hết thế kia. Khu vực này là mình đặt cũng khá là nhiều. Đây, dưới này một cái bẫy cạm. Tầm chục cái, hơn chục cái. Đây, một cái bẫy dây nhé. Chủ yếu là gà lôi. Cái bẫy bên trên này bật nhưng mà không vào anh em ạ. Cái bẫy bên trên này bật nhé. Bẫy dây. Bật nhưng mà không thấy có kết quả gì. Không biết là lý do tại sao. Ui, con sóc kìa. Con sóc nha anh em nhé. Nó vào gốc kia rồi. Đấy. Cái bẫy trước mặt nha anh em nhé. Không bật. Khu vực này còn có rất là nhiều sóc anh em ạ, nhưng mà không biết kiểu gì bẫy được. Đây là cái bẫy dây nhé. Và phía bên trong kia là một cái bẫy cạm. Nhưng mà cũng không bật rồi anh em ạ. Vậy là cái khu bẫy của mình chuẩn bị hết nha anh em nhé. Chỉ còn hai cái bẫy nữa thôi. Là hết cái khu bẫy này rồi. Thì mình chỉ đặt một số ít thôi. Đây, dưới này có một cái
nấm thông này anh em này, bị qua rồi anh em ạ, bị qua rồi. Nấm này ăn được nhá, nhưng mà lại bị qua rồi, không còn thành ăn nữa rồi, bị thối rồi. Và mình sẽ xuống thăm nốt 2-3 cái bẫy còn lại. Vậy là chỉ còn 1-2 cái bẫy nữa thôi nha anh em nhé, là kết thúc chuyến thăm bẫy của mình ở cái khu vực này. Đây là cái bẫy dây nhé. Mùa này thì mình đặt ít thôi anh em ạ. Mình đi thăm được thì mình mới đặt. Còn những cái chỗ mà khu vực xa ấy, thì là mùa này là đi đặt là hay bị hỏng. Vì vậy là mùa này mình đặt chỉ tầm chục cái đổ lại thôi. Đây một cái nữa này. Bẫy cạm nhé. Và còn một cái cuối cùng nữa thôi là sẽ hết bẫy. Vậy là cái bẫy cuối cùng cũng không có kết quả rồi anh em ạ. Đây. Vậy là chuyến thăm bẫy của mình đã kết thúc ở đây nha anh em nhé. Kết quả là được một em mèo nhà hóa cáo, cũng gọi là khá tạm ổn nha anh em nhé. Vừa cạo nhựa và vừa được hàng. Như thế này là quá là may mắn rồi. Thôi và giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Đây là hàng của mình nha anh em nhé. Xin chào tất cả anh em trên kênh. Anh em xem thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ mình để có thêm động lực đi rừng và làm nhiều video mới và hay hơn nhé. Chào tất cả.